Không, kết nối Thì cái thôi. Xong không máy bay xoay gimbal đi, chỉnh cái gimbal không nha, gimbal đứng à, được rồi kìa, có lúc được lúc không đó, đó là nó xuống rồi sẽ qua lại sao qua lại này. Tắt đi, tắt xuống, tắt hạ đi. Giờ rối luôn rồi, nó liệt luôn rồi. Tắt hả? Ừ, hạ đó.